nó mới có cái phần mềm diệt virus hay lắm. Nó nội tải về cái là nó tự động diệt virus luôn mà 365 ngày không sợ virus tấn công luôn. Vậy nữa hả? Dạ. Ừ, lấy cái đó cho nội đi. Dạ, nhưng mà nó hơi mắc cái nội. Ủa là sao? Nó tới 500 ngàn lận á. Vậy? Ừ, chúng ta chỉ có 500. Làm luôn hả nội? Làm luôn đi con. Dạ. Đây, 300 nữa. 5. Dạ. Chịu tôi cũng chơi được. Dạ. Lẹ lẹ con. Ha. Dạ. Lát con đem xuống cho nội nha, để con tải xong cái. Cặp xuống nha. Dạ dạ. Nhanh nhanh, tao bộ. Dạ. Rét rét nha. Dạ dạ. Ừ. Rồi cảm ơn trước. Vô đi. Cái gì đó hai đứa? Dạ, ba mẹ ơi, cái laptop này nó chậm quá rồi, giờ làm sao giờ? Mẹ mua máy mới cho tụi con đi. Mua máy mới cái gì? Hai đứa con vệ sinh máy lại đi. Con kiểm tra hết rồi, nhưng mà tại cái máy này nó từ thời năm 1900 hồi đó rồi mà. Thì bây giờ những cái thư mục nào cũ quá thì tụi con xóa đi, không thôi là chuyển hết qua ổ đê, vậy là được chứ gì? Dạ, tụi con cũng chuyển rồi. Nói chung là tụi con làm hết cách rồi mẹ ơi. Máy cũ mà muốn nó mạnh lên á thì chỉ có một cách, thay RAM, thay cạc màn hình xong. Nghe ba nói gì không? Dạ, nhưng mà con cũng làm hết mấy cái đó rồi ba. Mẹ, con nghe nói có mấy cái loại laptop mới ra mẹ. Thằng Long nó mới mua một cái đã lắm, có nhiều tính năng lắm mẹ, xịn lắm. Đúng rồi mẹ. Mua cái đó nha mẹ. Xịn cực kỳ luôn, chơi game cực đã luôn. Học bài cực nhanh luôn á mẹ. Đúng rồi mẹ, search cái ra liền luôn mẹ. Dạ. Không cần thiết lắm. Cái laptop này còn xài được mà, chỉ cần thay RAM, thay cạc màn hình thì cũng học bài cực đã. Chơi game cực đỉnh luôn á. Nghe ba nói gì chưa? Hả? Hai đứa cứ về làm những cái gì ba nói đi, còn nếu mà không được nữa thì nói ba. Ba qua ba coi cho, ok? Dạ. Ok không? Dạ. Dạ. Thấy chưa? Anh biết là không có được mà. Mình ơi, Minh, con. Để suốt ngày xài cái máy laptop cũ sao ta? Lèm bèm. Sao nổi? Con giúp nợ coi. Gì đó? Tải phần mềm diệt virus gì đó. Dạ, à diệt virus trong điện thoại đúng không nổi? Sao nó để nó khỏi đứng hình mà làm cho tốc độ nó nhanh nhanh. Dạ đi. Rồi 200 ha. Cái này chắc 200 ha. Ờ. Nè. Đây. Ra đi. À, trời ngon nghe. Dạ nội ơi, ở trên chợ ứng dụng á, nó mới có cái phần mềm diệt virus hay lắm. À. Nó nội tải về cái là nó tự động diệt virus luôn mà 365 ngày không sợ virus tấn công luôn. Vậy nữa hả? Dạ. Ừ, lấy cái đó cho nội đi. Dạ, nhưng mà nó hơi mắc cái nội. Ủa là sao? Nó tới 500 ngàn lận á. Vậy? Ừ, chúng ta chỉ có 500. Làm luôn hả nội? Làm luôn đi con. Dạ. Đây, 300 nữa. 5. Dạ. Chịu tôi cũng chơi được. Dạ. Lẹ lẹ con. Ha. Dạ. Lát con đem xuống cho nội nha, để con tải xong cái. Cặp xuống nha. Dạ dạ. Nhanh nhanh, tao bộ. Rét rét nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn trước. Lèm bèm, học hành đi rồi lèm bèm. Chưa về một nửa coi. Anh này mắc cười à, công sức của anh chứ bộ. Giờ anh có đưa không? Anh không đưa đúng không? Nội ơi, nó hai nãy lượt nội rồi. Thằng này. Nè. Mẹ 200, anh 300. Một nửa mà. Mày nhỏ hơn. Ông nội ơi. Ê. Thối lại cho anh 50. Em không có tiền. Vậy lát rồi phải đưa lại anh á. Ông nội ơi, ông nội. Nhả luôn 50 đi. Có tiền là vui quá. Mà anh có thấy là tiền ông nội không biết gì công nghệ hết không? Mày mắc cười vậy. Thì người ta già, người ta không biết rành gì công nghệ là đúng rồi. Ê. Hay là mình dụ ông nội mua laptop mới đi. À, được đó. Đi 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 đi. Trong trong bữa khẩu. Đi, đi. Nội ơi, ăn dưa rồi nội. Dạ. Cầm tay với đút cho nội chứ. Dạ. Đây nè. Ngon nội. Dưa của tự tay cắt luôn á. Tự tay cắt. Có đứt tay không? Dạ không, tụi si. Nội ơi. Cài xong cho nội nè nội. Ờ, đâu? Dạ. Tốt quá, hay quá. Ăn miếng nữa rồi nội. Trời ơi. Ngon không nội ha? Nội ơi. Sao? Hay là gia đình mình mua laptop mới đi nội. Ủa? Ở trong phòng laptop có con cái rồi. Mấy đứa con có con cái rồi, mua chi nữa con?
À, cái đó nó cũ rồi nội. Cũ hả? Mình mua một cái mới đi, nó sẽ giúp cho nội rất là nhiều. Rất nhiều hả? Thôi thí dụ coi. Đúng rồi đó nội, cái laptop mới của mình nó sẽ nhanh hơn cái cũ rất là nhiều. Coi phim nè, lướt web nè, có nghe nhạc đã lắm. Nội, mà nội chơi chứng khoán đúng không? Ừ. Nội mua cái laptop mới đi, con sẽ chỉ cho nội. Tại nó có một cái phần mềm mà mình tải về, xong rồi mình quản lý chứng khoán đã lắm nội. Không có cần tới ba nữa. Vậy hả? Dạ. Vậy giờ chứng khoán được luôn hả? Dạ, đánh đâu thắng đó luôn. Vậy hả? Đúng. Lúc đó mà... nội sẽ không cần hỏi ba nữa. Ừ. Mà nội sẽ làm một chuyên gia chứng khoán. Nhưng mà nè, hai đứa á, nội đâu biết xài vi tính đâu mà mua laptop sao biết xài. À, nội, cái mẫu hiện tại mà con giới thiệu cho nội là nó dễ dùng nhất rồi đó nội. Dễ dùng hả? Ờ, nó còn có chức năng mới là nhận diện giọng nói nữa. Dạ, đây ví dụ rồi, ví dụ cho nội nè. Nó ví dụ như cái điện thoại con là đời mới nè. Ừ. Cái laptop nó cũng sẽ giống như vậy. Ừ. Nó coi này nha. Ừ. Ok, Google. Hiện ra không? Đó. Hồi hồi. Google liền. Google hiện ra liền. Nội thích cái gì nội nói vô là nó hiện ra hết. Phim có không? Dạ có phim luôn. Ok, một bộ phim vậy nói sáng sáng sớm đúng rồi. Hay quá, ra liền vậy hả nội? Con nghĩ đi, mua cái máy mới đó đi, đã lắm, nó thông minh lắm. Thông minh lắm hả? Những gì đúng rồi nội. Ăn miếng nữa rồi nội. Cái này lạ đó. Dạ. Rất vui lúc nội. Dạ. Con thương nội nhất nè luôn á. Nội hay thương hai đứa con lắm á. Vậy bây giờ mình mua cái máy đó nha nội. Mua hả? Dạ. Cái giá nó không ấy đâu. Rẻ không? Tại vì bình thường là nó mắc, nhưng mà nó đang có chương trình khuyến mãi á nội. Khuyến bây mãi. Giờ mình mua liền đi, chậm chân thì còn. Nhanh nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Mua phải mua liền tay nội ơi. Liền tay. Alo. Gì vậy? Anh ở cửa hàng bán máy vi tính không anh? Nè nói nè nói nói. Anh chờ máy nội. Dứt liền đi nội. Mua luôn, mua luôn. Alo, dạ anh bán máy vi tính hả? Dạ. Anh cho tôi hai. Không, một cái máy vi tính đời mới nhất nhé. Dạ. À, địa chỉ cháu tôi sẽ báo ra. Dạ. Cảm ơn. Trời ơi, báo địa chỉ nha. Dạ thôi, để tôi có gì tôi con canh nhận giùm ông nội nha ông nội. Nhẹ tay. Nó chạy bây giờ. Anh nào một cái. Em mở đi. Em. Bữa mình lỡ nói dối với ông nội cái vụ mà phần mềm diệt virus rồi. Bây giờ ví dụ mua cái máy này lỡ ông nội phát hiện ra rồi sao? Thì thôi chứ sao. Anh phải chịu trách nhiệm chứ. Anh là người đầu tiêu ra mấy cái ý tưởng đó mà. À, hay là bây giờ hai đứa mình làm sao cho ông nội sợ cái laptop này, cho ông không dám lại gần cái laptop luôn. Như vậy cái laptop sẽ thuộc về chúng ta. Yes.